sau khi thu nhận thêm sa tăng ở sông Liêu Sa làm đồ đệ, bốn thầy trò đường tăng thẳng đường cái thanh thang sang Tây Trúc. Dọc đường, trải mấy non xanh nước biếc, biết bao cỏ nội hoa rừng. Ngày tháng đưa thoi, cuối thu hưu hắt. Chỉ thấy rừng thông đầy lá đỏ, gió muộn cúc vàng hoe. Âu sầu rền giọng dế, dầu dĩ ngâm tiếng ve sơ xác sen rủ lá um tùm quất đỏ lòe trên trời đàn nhạn lạc lướt gió bay sập xòe đi một hồi lâu trời vừa xế bóng tam tạng nói với mấy đồ đệ các con ơi trời đã chiều rồi phải đi tìm chỗ trọ đi chứ sư phụ nói thế là không phải rồi người tu hành thì phải nằm xương gối tuyết trải gió tắm mưa tới đâu là nhà đấy sao lại phải đi tìm hỏi chỗ ngủ anh ơi anh đi tay không nên không thường đến người gánh nặng từ lúc qua sông liêu Sa, suốt ngày trèo non lội suối gánh nặng chịu trên vai em không ta nào gánh nổi nữa rồi cũng nên tìm đến chỗ trọ một là kiếm lưng cơm chén nước hay là nghỉ ngơi cho khỏe mới hợp đạo lý chứ. Chú mày nói như vậy là có ý oán trách hả? Vẫn còn giữ cái thói khi còn ở thôn họ cao, quen ý lại vào người rồi. Không được đâu nhá. Đã là người theo đạo sa môn thì phải chịu, đắng nuốt cay mới làm được đồ đệ. Anh có biết gánh hành lý nặng bao nhiêu không? Từ khi có chú và sa tăng, tôi có gánh nữa đâu mà biết được nặng nhẽ. Thế thì anh nghe tôi kể cho mà nghe Hai đôi sọt bằng mây Tám dây thừng buộc thắt Còn sợ mưa thấm vào Mấy lần chiên bọc chặt Đòn gánh đè trên vai Hai đầu đóng đinh sắt Gậy chín vòng bằng sắt bịt đồng Áo nàn đài mây mũ lá kết từng ấy thứ hành lý nặng như thế cứ gánh hết ngày này sang ngày khác thì chịu làm sao được dễ chỉ có anh mới là đồ đệ của sư phụ còn còn tôi thì là thằng gánh thuê à <laughs> đồ ngốc chú nói chuyện ai thế tôi nói chuyện với anh còn gì nữa đừng có nói nhảm phần tôi chỉ là chăm sóc sư phụ còn chú và sa tăng phải chuyên trông nom hành lý chăn rắt ngựa nếu có sơ xuất gậy tôi sẽ phang cho ấy ấy anh chưa nói đánh đánh là lấy thịt đẻ người tôi vẫn biết tính anh đài cát chẳng thèm gánh đầu nhưng còn con ngựa của sư phụ cao lớn béo tốt kia chỉ cõng một vị sư thôi giá mà anh cho nó đỡ hộ mấy thứ thì cũng là tình anh em đấy chú tưởng nó là con ngựa thường hay sao Hắn là con trai của Tây Hải Long Vương Ngao Thuận, tên là Long Mã Tam Thái Tử. Chỉ vì đốt cháy ngọc Minh Châu ở trên điện, bị cha kiện là ngỗ nghịch, phạm tới tội trời. Nhờ ơn Bồ Tát cứu mạng để cho ở khe ông sầu đợi sư phụ ta đến. Lại được Bồ Tát đến tận nơi cưa sừng lột vấy chích hạt châu ở dưới cổ mới biến làm con ngựa tình nguyện đèo sư phụ sang Tây chúc bái Phật. Đó đều là công quả của từng người, chứ không nên tị nạnh làm gì. Sa tăng nghe nói thế, bán tín bán nghi liền hỏi ngay. Anh ạ, à, thế có phải là dòng thật không? Không là dòng thật, chẳng lẽ là dòng giá ư? Anh ạ, à, tôi thấy người ta thường nói, dòng biết đằng vân giá vũ, đất lở cát bày, có tài cua biển dốc sông, thừa sức bạc sơn dãy núi, đây tôi thấy hắn có vẻ y ạch lắm Chú muốn hắn chạy nhanh chứ gì Tôi bảo hắn chạy nhanh cho mà xem Nói rồi Ngộ không rộng cần thiết bổng xuống một cái Liền tỏa ra muôn ánh hào quang rực rỡ Con ngựa trông thấy cần thiết bổng Sợ bị đánh cuống cuồng dơ bốn cẳng trồm lên Chạy vút đi như bay Tam tạm tạng người yếu Ghi lại không được Nó phi thẳng tới sườn non rồi mới đi thong thả lại. Đến đó, Tam Tạng mới kịp thở lại cho bình tĩnh. ngẩng đầu nhìn, thấy đằng xa xa có một ngôi lầu trong bụi thông um tùm, thật là huy hoàng lộng lẫy. Cửa trồng chắc biếc, nhà gần núi xanh, mấy cây tùng mườn mượt, một dãy trúc thanh thanh. Bên cầu hoa lan bát ngát, dốc tường khóm trúc xinh xinh vôi nề tường vách gạch lát chung quanh nhà cao rất tráng lệ phòng lớn rộng thênh thênh chẳng có châu bò không có chó lợn mùa màng chắc đã hoàn thành tam tặng dòng cương khoan bước các đồ đệ kéo nhau đuổi đến xem hành giả hỏi sư phụ có bị ngã không thật quá thể tí nữa thì ngã sư phụ đừng có mắng con đấy là tại chú bát giới chê ngựa đi chậm nên con thúc nó chạy nhanh một tí đấy mà chàng ngốc ta theo ngựa phải rảo cẳng đứng thở hồng hộc miệng lẩm bẩm cáo gắt thôi anh mày chỉ biết mình thôi không đếm xỉa đến ai hết gánh đã nặng chết đi rồi lại còn đùa bắt chạy theo ngựa nữa các con không nên bàn cãi nữa. Đằng kia ta thấy có một ngôi nhà lầu. Chúng ta đến đấy hỏi trọ đi. Hành giả nghe nói, vội vàng ngừng đầu lên nhìn. Quả thấy mây lành vây quanh, khí đẹp bao trùm. Biết đây là thần tiên hóa ra, nhưng không dám để lộ bí mật của trời. Nên chỉ nói, tốt lắm, tốt lắm, chúng ta đến hỏi trọ đi. Đường Tăng xuống ngựa, đứng ngắm nhìn tòa lầu cao, nguy nga, tráng lệ. Cứ tắm tắc khen mái. Còn Sa Tăng để hành lý xuống, bắt dưới dắt ngựa nói. Chà, nhà này giàu sang quá nhỉ. Thấy hành giả toan đi vào, đường Tăng ngăn lại. Ta là người tu hành, nên tránh những sự hiểm nghi. Chớ có tùy tiện vào. Hãy đợi khi có người ra sẽ lễ phép hỏi trọ mới được Bát giới dắt ngựa đến một cái cọc ở trước cửa Buộc dây cương xong Ngồi dựa ở dưới chân tường Tam tạng ngồi trên một cái trống đá Còn hành giả và sa tăng thì ngồi ở hè nhà Đợi mãi chẳng có ai ra Hành giả sốt giật đứng dậy Đi vào trong cửa Thấy có một ngôi nhà to ba gian trông hướng nam rèm mảnh cuốn cao trên treo một bức hoành phi vẽ núi thọ biển phúc hai bên cột vàng nuột dán một đôi câu đối bằng giấy đỏ trên viết bên cầu liễu yểu tơ buông thấp trước viện mai thơm tuyết điểm xuân ở giữa nhà đặt một chiếc kỷ nhang sơn then trên kỷ đặt cỗ đỉnh chung quanh có sáu ghế dựa hai bên tường treo tranh tứ quý hành giả đương đứng xem đằng cửa sau chợt có tiếng chân người một bà già đã đứng tuổi đi ra thỏ thẻ hỏi ai đến nhà đàn bà quá này làm gì đấy hành giả vội khép nép nói tiểu tăng từ đại đường bên đông độ phụng chỉ sang tây thiên lễ Phật cầu kinh thầy cho bốn người chúng tôi qua tới quý xứ thì trời đã tối vào đây xin bà cho ngủ trọ một đêm ạ à người đàn bà vui vẻ đáp thế thì còn ba vị nữa ở đâu mời cả vào đây hành giả quay ra gọi mời sư phụ vào đây ạ à. nghe thấy tiếng hành giả gọi bát giới xa tăng dắt ngựa quẩy hành lý theo đường tăng vào trong nhà người đàn bà ra đón bát giới đưa mắt nhìn trộm thấy bà ta ăn vận nào là mặc áo gấm nhuộm màu quan lục cổ quấn khăn hồng vận quần nhung theo cảnh ngạn vàng chân đi hài đỏ trang điểm đúng kiểu đời tết đôi món tóc tựa hai con rồng cuốn trên đầu học cung trang cắm chiếc lược ngà như vành nguyệt đè trên mái phượng mái tóc hoa dâm đầu chớm điểm hoa tai lóng lánh cặp minh châu dù không son phấn xuân còn bảnh Tuổi trẻ phong lưu khó ắt nhau. Người đàn bà thấy ba người đi vào lại càng vui vẻ. Lễ phép mời vào trong nhà. Chào hỏi xong xuôi, bà ta mời bốn thầy trò ngồi chơi xuôi nước. Một nữ đồng nhỏ hãy còn xóa tóc từ sau bình phong đi ra. Bưng chiếc khay vàng trên để chén ngọc. Hương chè thơm ngát, hoa quả ngọt ngào. Người đàn bà vén tay áo, nâng chén mời mọi người uống uống nước xong lại sai dọn cơm chay trong khi chuyện trò đường tăng vô tình hỏi đến họ tên bà ta và tên địa phương đang ở trọ người đàn bà đáp đây là đất tây châu tôi họ già nhà tôi họ mạc bố mẹ chồng không may mất sớm vợ chồng tôi được thừa hưởng gia tài của cải trăm vạn ruộng tốt nghìn mẫu nhưng số trời ban cho vợ chồng tôi không có con trai chỉ sinh ra được ba cháu gái chẳng may năm trước nhà tôi bị mất một mình ở quá à đến nay đã mãn tang rồi ruộng nhà để lại anh em họ hàng chẳng có muốn đi lấy chồng khác lại khó bỏ cơ nghiệp mà đi mày có sư thầy quá bộ đến đây thầy trò bốn vị Nhà tôi mẹ con bốn người Ý muốn thành chồng Vừa chẵn bốn cả Ý ngài thế nào Tam tạng nghe nói thế Chỉ giả câm giả điếc Nhắm chặt mắt lại Im lặng không nói gì Thấy thế người đàn bà lại nói thêm Nhà tôi đây có hơn 300 mẫu ruộng cấy Và hơn 300 mẫu ruộng màu Chạy trồng hoa quả hơn 300 mẫu trâu bò hơn một nghìn con, lừa ngựa từng đàn, lợn dê vô số. Trang trại đồng cỏ cộng tới sáu bảy chục nơi, thóc trong lẫm ăn tám chín năm không hết, lụa là mặc lấy chục năm vẫn còn, tiền bạc tiêu xài cả đời thừa thãi chẳng thiếu gì trứng gấm chăn gù kiềng vàng xuyến bạc đủ hết nếu thầy trò nhà ngài chịu thay lòng hoàn tục làm dễ hàn môn sẽ được hưởng dụng vinh hoa thế chẳng hơn đi sang tây trúc vất vả khổ sở tam tạng chỉ như ngây như dại chẳng nói nửa lời người đàn bà lại nói tiếp tôi đẻ giờ dậu ngày mùng ba tháng ba năm đinh hợi nhà tôi hơn tôi ba tuổi tôi năm nay bốn mươi còn cô gái nhớn tên là chân chân năm nay 20 tuổi. Cô giữa tên là Ái Ái, 18 tuổi. Cô bé út tên là Linh Linh, 16 tuổi. Đều chưa gả bán cho ai. Tôi tuy xấu xí, nhưng các cháu đều có chút nhan sắc. Việc nữ công theo thùa các cháu đều thạo cả. Vì rằng nhà tôi chức hiếm hoi nên nuôi nấng các cháu cũng như con trai. Ngày còn nhỏ, các cháu được đi học biết làm thơ làm câu đối tuy là người rừng rú nhưng chúng tôi không đến nối quê mùa thô tục nghĩ rằng cũng có thể kết đôi với các ngài được nếu các ngài chịu bỏ hoài bão cũ để tóc dài sẽ làm ra trưởng nhà này ăn sung mặc sướng chẳng hơn bát đàn áo thâm giày rơm nón lá ư Tam Tạng ngồi ở phía trên, chẳng khác gì trẻ con kinh sấm, cò bợ phải trời mưa, sợ rúm cả người lại. Lim dim cặp mắt, quay mặt sang phía khác. Nghe nói đến giàu sang như thế, gái đẹp như vậy, bát giới lại thấy ngứa ngáy. Ngồi trên ghế, chẳng khác như bị kim châm vào hông, nghiêng mất nọ ngả bên kia, nhịn không được. Bèn chạy ngay đến ôm choàng lấy sư phụ nói. Bà ấy nói chuyện với sư phụ, tại sao sư phụ cứ làm thèm thế này? Cũng phải quan tâm đến một tí chứ. Tam tặng giật mình, ngoảnh lại gạt mắng bát dưới. Này con ơi, chúng ta là người xuất gia tu hành cơ mà. Sao lại để cho mồi phú quý động lòng, vẻ yêu kiểu mê trí? Thế còn tu với hành làm sao được? Thấy đường tăng mắng đồ đệ như thế, Người đàn bà vừa cười vừa nói Khổ lắm, đi tu thì có cái gì tốt nào? Thưa bà, người tại gia thì có gì tốt? Xin ngài hãy yên tâm, tôi sẽ nói cái tốt của người tại gia để ngài nghe Mùa xuân tha thướt bộ quần là Mùa hạ thưởng sen mặc áo xa Thu tới làm men ngâm rượu nếp đông về sưởi ấm ở lầu hoa bốn mùa hưởng thụ đều sung sướng tám tiết ăn chơi đủ ngọc ngà chướng gấm màn the đèn nến đỏ còn hơn mỏi miệng niệm di đà thưa bà người tại gia đầy vinh hoa thừa phú quý ăn mặc đẹp trai gái đề huệ thực là sung sướng đấy nhưng chúng tôi là người xuất gia đi tu cũng có chỗ tốt xin nói để người nghe xuất gia quyết lập trí phi thường sũ sạch tơ tình chẳng chút vương ngoài miệng không hề lời ái dục trong lòng đã có sẵn âm dương công thành danh toại trầu kim khuyết giá sạch lòng trong về cố hương gấp mấy tại gia mê rượu thịt túi cơm giá áo có ai màng người đàn bà nghe lời thế đâm phát cáu lên lão sư này thật không biết điều sao lại dám vô lễ thế nếu ta không nể nhà ngươi từ bên nông độ lặn lội tới đây ta sẽ tống cổ ra ngay ta đã thực lòng thực dạ đem cả gia sản kén các ngươi làm rể Ngươi lại nói hỗn với ta như thế Ngươi đã thụ giới phát nguyện không chịu phá giới thì thôi Trong bọn đi theo để lại cho ta một người cũng được Sao ngươi cứ khăng khăng thế Tam tạng thấy người đó phát cáu Giả vờ ù hữu nói Thế ngộ không ở lại đây nha Chịu thôi chịu thôi Từ thuở nhỏ con không biết làm việc ấy Sư phụ bảo bát giới ở lại là hợp ý hắn đấy không biết có ai chịu ở lại làm rẻ cho nhà này không? Xin mời các bạn đón nghe tiếp buổi sau. Buổi sau